Vô đi cô. Đường Lê Văn Quế à. Đường Lê Văn Quế vậy đâu, đường số 14. Tâm nạn hoài đâu, có cái đường. Nó hơi xa xíu thôi, nhưng mà cũng hơi không xa mấy đâu. Có thể ăn không được. Tầm 15-20 phút rồi. Mình đi không quen, nếu mình đi quen cái là nó thường lắm. Mình không nhớ cái số gì. Cái đại thôi. Cái gì vậy, có người là không được. Không người là không được. Không được. Anh chưa về lên rồi đó, chưa dẫn nó đó. Để mới nhặt. Lên này vô lặn luôn á. Lặn luôn. Tặng nó giặt luôn. Tôi lặn nó giặt máy lặn luôn. Máy lặn luôn hả? Máy lặn luôn lên coi đi. À, mua máy luôn mẹ đi. Mua máy luôn. Tặng của mặt thôi. Tặng luôn, tặng luôn. Còn mới luôn mà. Ừ, 212x39. Đường chiến lược. Ngang 2m8, dài 9m. Máy lặn này đó đó. Tặng hết một máy lạnh, tủ lạnh. Hai tỷ trong nhà nghe có mấy trăm bịch cái đạn bom bị. Đi 860. Đi 860. Đi 860. Dạ đúng rồi. Nhưng mà giấy tờ là nó hợp lệ. Thở ông bao sao ông còn cao phải đủ hết á. Mấy chục triệu mà có đâu. Ờ vậy chứ chết nó luôn á. Nước ù ù luôn nè, một cầu một khối luôn mà dán tường cao. Bán nhà bảo hành 6 tháng. Để sổ hồng mà ai đứng sổ hồng, đúng là ông đứng tên luôn. Có đứng tên, cậu đứng tên. Để đứng tên nữa, cậu. Cậu. Hả? Sổ hồng nhà con á. Lát qua coi luôn đi. Không, tỷ 860 tặng luôn, nó giặt luôn nè. Tỷ 860 ngang là 2m8, dài là 9m. Đúng rồi, mới dự định đâu mà. Nhà không biết đâu, biết trơn rồi. Dạ, chú mua cho con chút chứ không mua cho chú đâu. Năm ra mà nhà cửa là có một căn lên hết căn. Tại vì tới bây giờ người nào có 1 căn với 3 căn giá khác. Người có 4 căn là giá khác. Vô gọi đi cô. Rồi, 1 tỷ 860 ha, tặng một máy lạnh, một tủ lạnh, một máy giặt luôn nha, ngang 2m8 và dài gần 9m nè, hẻm 4m rưỡi, gần 5m luôn, đó, ngay chợ Tân Hòa Đông luôn, không có chợ thì mình chỉ Đông mới, 1 tỷ 860 ha, hôm nay kế bên có tiệc nên đông.